Bạn nghĩ phòng ngủ của mình không có gì, nhưng có một thứ đang nấp bên trong đấy. Một con rệp đang bí mật nghỉ ngơi, dù không hoạt động nhiều ban ngày, nhưng bản chất năng động của chúng thể hiện vào thời điểm bạn đi ngủ. Vì khi hít thở sâu, bạn sẽ thải ra một lượng lớn carbonic. Việc này sẽ thu hút rệp, giống như chuông báo bữa tối vậy. Loài rệp này không có mục đích gì khác ngoài làm ô nhiễm nhà bạn. Không có kẻ thù và với nguồn thức ăn không ai dành trên giường, chúng có cuộc sống rất yên bình. Vốn là vua lì đòn, chúng có thể sống ở bất kỳ khu vực nào mà con người đến. Chúng có khả năng hóa trang hành lý của con người để đến những nơi công cộng như nhà hát, bệnh viện, trường học, khách sạn. Độ dài của cuộc hành trình không khiến chúng ngại vì chúng có thể sống được cả năm mà không cần ăn. Đừng cố gắng bắt chúng làm gì cho mệt. Chúng chỉ nhỏ khoảng 6mm và cũng rất nhanh cũng như dễ dàng tìm thấy nhiều nơi để ẩn nốt. Phương pháp duy nhất là dùng thuốc diệt côn trùng. Nhưng như một minh chứng cho thấy khả năng chống chịu của rệp, những người xử lý côn trùng phải liên tục thay đổi thuốc. Loài rệp tự sản sinh ra các enzyme khử độc để bảo vệ bản thân, và cứ qua mỗi thế hệ, chúng càng trở nên lì lợm hơn. Một nghiên cứu năm 2008 đã so sánh loài rệp ở thời điểm đó với những con rệp của 30 năm trước đó. Thế hệ già hơn chỉ cần khoảng 0,3 nanogram hóa chất để bị tiêu diệt. Tuy nhiên, thế hệ mới lại cần lên đến 10.000. Quan trọng hơn là phải tiêu diệt trứng của chúng. Rệp cái đẻ trứng vào mỗi đêm, và trong suốt vòng đời 6 tháng, chúng có thể đẻ lên tới 500 trứng. Bạn đi quanh nhà bếp và nhận thấy vài con kiến đang bò. Đang là mùa xuân, và vào mùa này, kiến thích các loại thực phẩm làm từ protein. Sau đó vào mùa hè, chế độ ăn của chúng sẽ bao gồm các món ngọt và nhiều dầu. Mấy con kiến này chỉ đang thăm dò mà thôi, cố gắng xác định một nguồn thức ăn mới. Mùi của căn bếp bẩn và thùng rác đầy đã thu hút chúng đến đây. Khi đã tìm thấy mục tiêu, chúng sẽ đánh dấu hành trình bằng chất pheromone dẫn đến tổ của chúng, thông báo cho cả đàn về bữa buffet mà chúng đã xác định được. Tổ kiến của cả đàn có thể chỉ nhỏ bằng một cái đĩa ăn tối với khoảng 1.000 con, hoặc có kích thước lên đến 2 mét với khoảng 100.000 cư dân. Ngoài ra, còn có những siêu tổ kiến là kết hợp của nhiều hơn một tổ. Một trong những siêu tổ kiến lớn nhất được tìm thấy nằm ở ba quốc gia Ý, Pháp và Tây Ban Nha, trải dài hơn 6.000 km. Người ta ước tính siêu tổ kiến này có hàng triệu cái tổ với hàng tỷ con kiến. Hiểu được nguy cơ của việc có rất nhiều kiến xâm nhập vào nhà, bạn có thể dễ dàng loại bỏ dấu vết của kiến trinh sát bằng cách trộn một phần giấm và ba phần nước vào bình xịt. Sau đó xịt lên sàn, giấm xóa dấu vết có mùi. Rủi ro không chỉ là chia sẻ ở nhà với hàng nghìn người bạn mới. Với nguồn thức ăn ổn định sẵn có, kiến có thể làm tổ trong tường và sàn nhà. Chúng sẽ làm suy yếu nền móng ngôi nhà, khiến việc tiêu diệt chúng càng trở nên khó hơn. Một loài gây hại khác thích những món ngọt hơn trong thùng rác, đó là gián. Chúng chỉ có thể sống được một tuần nếu không có nước. Vì vậy, bạn sẽ tìm thấy chúng ở những nơi ẩm ướt, chủ yếu là trong tầng hầm. Nhưng chúng có khả năng sống đến một tháng mà không cần ăn và ăn lén lút để tránh nguy cơ bị bắt quả tang. Gián đã có được những đặc điểm tiến hóa này từ hơn 280 triệu năm trước. Rõ ràng là chúng đã gây phiền toái trong một thời gian dài rồi nhé. Bạn nhìn thấy một con gián trong bếp, nó nhanh chóng tránh đi và chạy với vận tốc lên tới 5 km/h. Bạn đuổi theo nó xuống tầng hầm và nó nhanh chóng trốn đâu đó trong các vết nứt trên tường. Ở đây, gián mẹ sẽ đẻ tới khoảng 50 quả trứng, và khi trứng nở ra, bạn sẽ không thể nhìn thấy những con non vì chúng chỉ nhỏ bằng một hạt bụi. Nhưng chúng chỉ cần 36 ngày để trưởng thành hoàn toàn. Vì thế, bạn cần phải loại bỏ chúng càng sớm càng tốt. Gián cũng lại là một loài bọ lì lợm có thể chống lại thuốc diệt côn trùng. Giữ nhà bếp sạch sẽ và sử dụng các sản phẩm làm từ cam quýt là cách dễ dàng hơn để ngăn chặn gián hoàn toàn. Mặc dù những sản phẩm này rất thơm, nhưng gián không chịu được. Còn nếu bạn phải xử lý một con, hãy băm một ít hành tây và rắc baking soda lên. Khi gián ăn hành, chúng cũng ăn phải soda mà không biết. Chất này phản ứng với chất lỏng trong dạ dày và nở ra khiến gián nổ tung. Bạn mở một chiếc thùng ra
và ngạc nhiên khi thấy một số con bọ bạc bên trong. Đó là một nơi phổ biến, mang đến cho chúng chỗ trú ẩn và một cách thoải mái để đi từ nơi này sang nơi khác. Giấy, bì cứng, vải có hàm lượng bột và đường cao sẽ cung cấp cho chúng nguồn thực phẩm vô tận. Bọ bạc cực kỳ khó bắt và có thể nằm im trong thời gian dài. Vì vậy, trông như thể nhà bạn không có con nào cả. Chúng vô hại đối với con người, nhưng có thể làm hỏng quần áo và làm bẩn đồ ăn. Bạn sẽ muốn tìm cách loại bỏ chúng vì chúng đẻ tới 3 quả trứng mỗi ngày và có thể sống tới 8 năm. Và khi số lượng của loài này tăng lên, những con bọ săn chúng sẽ sớm xuất hiện. Rết bị thu hút bởi những ngôi nhà có bọ bạc. Vì rết nhanh chóng theo dấu sự di cư của bọ bạc. Chúng cũng thích môi trường ẩm ướt tương tự, đó chính là tầng hầm của bạn. Loài rết rất dễ bị mất nước, một phần do tốc độ ấn tượng của chúng lên đến 30cm trên giây. Nhưng khi hết bọ bạc để ăn, chúng vẫn ngang bướng không chịu bỏ đi. Điều này có mặt tích cực là sau đó chúng sẽ tiếp tục loại bỏ các loài côn trùng phiền phức khác, bao gồm gián, bướm đêm, nhện nguy hiểm và thậm chí là cả rệp giường nữa. Vừa cố gắng tôn trọng hết mức có thể trong nhà bạn, chúng vừa chải chuốt cẩn thận cho 15 cặp chân sau mỗi bữa ăn. Nhưng nếu bạn sợ vẻ ngoài gớm ghiếc của chúng, thì việc loại bỏ các loài sinh vật gây hại khác cũng sẽ ảnh hưởng đến chúng đây. Cỏ xạ hương là một chất tự nhiên ngăn chặn hiệu quả cả rết và những con mồi của chúng. Trong loài cây này xung quanh nhà sẽ tạo ra một trường lực vô hình. Ngắt nhẹ lá sẽ giải phóng hóa chất bên trong. Mặc dù các loài bọ trong nhà chủ yếu là loài gây hại, nhưng một số loài lại rất hữu ích đấy. Nếu đang ở Úc, bạn sẽ thường thấy những con nhện thợ săn trong nhà của mình. Loài này khá lớn và có thể trông đáng sợ, nhưng chúng ở đây để giúp đỡ đấy. Hãy tin tôi, chúng có thể sống tới 2 năm rưỡi. Một số người thậm chí còn xem chúng là thú cưng. Ngủ yên vào ban ngày, bò cao trên tường với tầm nhìn thoáng đãng, cho bạn biết rằng chúng ở đó vì bạn, xa khỏi tầm với của bạn và không gây hại gì cả. Và khi bạn đi ngủ vào ban đêm, chúng sẽ trả một phần tiền thuê bằng cách bắt tay vào việc loại bỏ tất cả những con bọ khó chịu trong nhà bạn. Khi con nhện thợ săn di chuyển đến tầng hầm, nó từ từ theo dõi những con mồi bất cẩn. Nó nấp trong bóng tối của tầng hầm nhà bạn. Nhện thợ săn quyết định rằng thực đơn của ngày hôm nay là gián, một trong những món khoái khẩu của nó. Con gián sẽ thức dậy khi an toàn vì biết bạn đã đi ngủ, sau đó nó sẽ bước về phía cầu thang đầy tự tin. Hy vọng sẽ tìm thấy một ít nước thải ngọt ngào. Nhưng dọc theo đường đi của nó, có nhện thợ săn đang đợi. Đó là một cuộc phục kích. Con gián đụng trúng ngay con nhện và nó lao ra khỏi chỗ ẩn nấp. Con gián hoảng sợ và cố gắng chạy trốn. Nhưng nhện thợ săn là một trong những loài nhện nhanh nhất thế giới. Trong vài giây, nó cho thấy ý nghĩa của cái tên nhện thợ săn. Loài nhện này cực kỳ thờ ơ với con người và chỉ thích ở trong nhà. Nếu bạn cố gắng tiêu diệt chúng, chúng sẽ chạy trốn và ẩn nấp. Chúng chỉ hung hãn nếu bị dồn vào chân tường mà thôi. Tất cả những gì chúng muốn là trở thành một phần của gia đình và thành kẻ hủy diệt của bạn, miễn phí. Nếu không may không có người bạn chung nhà tuyệt vời này, có thể bạn sẽ muốn gặp một con trong tự nhiên. Nhưng trước khi ra ngoài và bắt một con, hãy nhớ có 100 loài nhện ở Úc. Chúng khác nhau về kích thước và hành vi, và một số loài có khả năng giao tiếp tốt hơn những loài khác. Loài nhện thợ săn thân thiện sống trong cộng đồng lên đến 150 con. Một đại gia đình đi săn và chia sẻ thức ăn cùng nhau. Vì vậy, bạn hãy thận trọng trước khi quyết định mang loài nào vào nhà nhé.